Liệu bạn có thể làm gì với 10 giây nào? Xem này, bạn có thể bắt đầu thái hành tây hoặc cùng một lúc làm hết mọi việc, từ nghiền nhỏ hành tây, đánh trứng, cắt nhỏ răm bông, ớt và nạo nhỏ format để làm món trứng ốp la nhanh và dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong 10 giây bạn có thể mở hộp súp ăn liền hoặc chế biến món súp làm tại nhà, sẵn sàng để đun nóng và thưởng thức. Chỉ với 10 giây, bạn có thể bắt đầu nạo format hoặc có thể làm hết các công việc từ nạo format, xé nhỏ thịt gà, nghiền nhỏ hành tây và ớt để làm nhân nhồi thơm ngon cho món bánh pizza kẹp thịt hấp dẫn mà cả gia đình đều yêu thích. Tất cả đều sẵn sàng để đun nóng và thưởng thức chỉ trong chưa đến 10 giây với máy xay ép thực phẩm đa năng Magic Bullet chính hãng, một thiết bị nhà bếp thần kỳ có thể thực hiện bất kỳ công việc nhà bếp nào chỉ trong chưa đến 10 giây. Nghiền nhỏ hành tây tỏi trong 3 giây mà lại không phải lỉnh kỉnh với nhiều dụng cụ và làm bạn khó chịu với mùi còn dính trên tay như trước. Nghiền mịn cà phê cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, hoặc nghiền cà phê hạt thô hơn cũng chỉ trong 4 giây. Bạn cũng có thể thưởng thức cà phê nóng hổi, thêm đá, sữa và sốt sô-cô-la vào, trộn lên để có một đồ uống cà phê đông lạnh ngon tuyệt chỉ trong 7 giây. Magic Bullet giúp bạn hoàn thành các công việc nhà bếp chỉ trong chưa đến 10 giây. Và Magic Bullet cũng rất nhỏ gọn, chỉ tương đương một cốc cà phê. Bí quyết chính là các lưỡi dao được thiết kế đặc biệt có thể tự động luân chuyển thực phẩm với tốc độ cực nhanh, giúp bạn hoàn thành bất kỳ công việc nhà bếp nào trong chưa đến 10 giây. Magic Bullet là thiết bị lý tưởng giúp biến đồ ăn thừa như thịt gà và rau còn từ tối qua thành món salad thịt gà quyến rũ cho bữa trưa hôm sau chỉ trong 6 giây. Chiếc cốc lớn này còn đa năng hơn nữa. Hãy trộn trái cây tươi, đá cùng chút nước ép và Magic Bullet sẽ biến thành một máy xay sinh tố, xay mịn cả đá và cho bạn món sinh tố bổ dưỡng ngon tuyệt chỉ trong 8 giây. Hay thêm một muỗng bột protein để có đồ uống không chất béo thay cho bữa ăn thơm ngon hơn bao giờ hết. Mỗi cốc và ly đựng của Magic Bullet đều dùng được an toàn trong lò vi sóng, vì thế bạn còn có thể nấu ăn bằng Magic Bullet. Chỉ cần cho tỏi, format, bơ và kem vào xay trộn vài giây, cho vào lò vi sóng và thế là bạn đã có ngay món nước sốt Alfredo tuyệt ngon do chính bạn chế biến. Ngoài ra bạn còn sở hữu hai lưỡi dao đa năng riêng biệt. Lưỡi dao dẹt giúp đánh kem và trứng, biến kem tươi thành lớp phủ dày có đỉnh hấp dẫn cho món tráng miệng. Lưỡi dao chữ thập giúp bạn nghiền, thái nhỏ, trộn vào nhau bột làm bánh và nặn nhỏ format dù cứng hay mềm. Sau đó hãy thay bằng nắp dày để giải đều format tươi được nặn nhỏ để làm bánh pizza hoặc mì ý. Tất cả các lưỡi dao, cốc ly và nắp đậy của Magic Bullet đều dùng được trong máy rửa chén bát, nên việc làm sạch thiết bị này chỉ mất chưa đến 10 giây. Bạn sẽ được tặng thêm sách hướng dẫn nấu ăn bằng tiếng Việt kèm theo thiết bị Magic Bullet chính hãng, giúp bạn chế biến nhiều món ăn và đồ uống thơm ngon chỉ trong 10 giây mà thôi. Bộ sản phẩm Magic Bullet sẽ hỗ trợ đắc lực khi bạn tổ chức các bữa tiệc. Magic Bullet có thể biến thành chiếc máy tổ chức bữa tiệc. Giờ đây việc pha chế các loại cốc tài cho mọi người trở nên thật dễ dàng. Tất cả mọi người có thể thưởng thức thức uống mà mình yêu thích, tất cả đều được chế biến trong cùng một bình. Bạn có thể tốn nhiều tiền để mua các đồ dùng trong nhà bếp và cũng làm cho nhà bếp của bạn trở nên lộn xộn, và cũng chỉ để giúp bạn làm những công việc mà một mình Magic Bullet